sau cái thời gian tập á, thì chị em có thể ngồi lại với nhau chia sẻ cho nhau những cái khó khăn trong cái mùa dịch này, ai có thể giúp đỡ được nhau cái gì đó thì giúp. Xin chào quý vị và các bạn. Lâu nay thì chúng ta đã quen với việc mua hàng online, trò chuyện online trên mạng hay là làm việc online. Vậy thì quý vị đã bao giờ tập thể dục online chưa ạ? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tham gia một lớp học yoga online để xem là việc tập thể dục online có đơn giản không nhé. Vâng, thưa quý vị, cũng giống như những hoạt động online khác, chúng ta chỉ cần có một chiếc máy tính hoặc là một chiếc điện thoại có kết nối mạng thì sẽ tham gia học online được. Và các cái thành viên trong lớp tập thể dục online này sẽ kết nối với nhau qua hệ thống Zoom. Chị Hoài ơi, nhờ những cái thiết bị này mà lâu nay mọi người vẫn không vắng một buổi học nào đúng không ạ? Vâng, đúng rồi, lớp vẫn được duy trì sau khi mà có lệnh giãn cách. Việc mà mình học online qua cái phần mềm với lại trực tiếp á, thì nó có khác nhau gì không chị? Tất nhiên là học trực tiếp thì nó sẽ có một cái không khí chung với mọi người, tập sẽ rất là vui. Và thứ hai nữa là sẽ được cô giáo chỉnh sửa từng người với những động tác khó. Tuy nhiên thì trong cái mùa dịch này ai cũng muốn duy trì được cái việc tập luyện đều đặn để tăng cường sức khỏe, thì cái việc tập online này sẽ giúp cho mọi người cái việc tập luyện nó được liên tục là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong cái thời gian giãn cách thì mọi người cứ lẩn quẩn ở trong nhà, và cái việc tập thể dục này giúp cho mọi người giảm stress rất là nhiều. Vâng, bây giờ thì xin mời chị hãy bắt đầu cái tiết học với những cái thành viên trong lớp ạ. Vâng, thưa quý vị, theo như từ nãy giờ tôi quan sát thì đây là một cái hình thức tập rất là thuận tiện trong cái thời điểm giãn cách xã hội như hiện nay. Mặc dù là mỗi người ở mỗi nơi nhưng mà mọi người vẫn có thể kết nối với nhau để tập. Chị Hoài ơi, để mà cái hình thức tập này nó mang lại hiệu quả thì mình cần phải lưu ý điều gì ạ? Theo mình thì bạn phải duy trì đều đặn. Trong một cái khung giờ nào đó mà bạn thu xếp được thời gian và bỏ hết mọi thứ, công việc nhà, mọi thứ về công việc ở cơ quan bạn bỏ được, thì bạn sẽ duy trì được cái thói quen tập luyện. Và sau buổi tập thì mọi người có thể trao đổi và nói chuyện với nhau đúng không ạ? Đúng rồi, sau cái thời gian tập á, thì chị em có thể ngồi lại với nhau chia sẻ cho nhau những cái khó khăn trong cái mùa dịch này, ai có thể giúp đỡ được nhau cái gì đó thì giúp.